Chân mày đế tiên tập 454. Chào mừng quay trở lại. Đứng lên hết đi. Diệp Bế Hào vội tiến lên, xuất ra sức mạnh dịu dàng, nầu nâng bọn họ lại dậy, cười trong nước mắt. Đều là người của đại sở, là cố hương gặp lại sau hơn 100 năm. Đêm dần khuya, nhưng trong rừng trúc nhỏ lại có hương rượu lan tỏa. Như mấy lần trước, mọi người đều cầm bình rượu lắng lặng nhìn lên trời sao, dường như có thể nhìn thấy núi sông rộng lớn qua vô số tinh vực. Diệp Bế Hào nhìn mà lòng ấm áp. Khi nhìn lên trời, anh cũng không quên liếc nhìn Triệu Tử Vân và Nam Cung Tử Nguyệt, đôi phu thê trẻ đang tựa vào nhau âu yếm. Khung cảnh rất ấm áp. Nam Cung Tử Nguyệt tinh nghịch năm xưa lúc này cũng đã khóc sướt mướt. Trong rừng trúc không ngừng vang lên tiếng cười nói. Mặc dù 25 người đến từ các thế lực khác nhau của đại sở, rất nhiều người không quen biết nhưng lại có chung một chủ đề. Điều được nói đến lúc này nhiều nhất vẫn là quê hương. Khi bình minh dần lên, mọi người vẫn ở đó. Cơ Như Tuyết đã tới, nhưng sau khi vào rừng trúc thì lại sững sờ, ngơ ngác nhìn mọi người. Nhất là thấy nước mắt trên mặt họ, cô lại càng khó hiểu. Các người... Cô Như Tuyết nhìn quanh một vòng rồi lại nhìn sang Diệp Đại Hào. Diệp Đại mỉm cười, anh từ từ đứng dậy. 25 người lần lượt đứng dậy theo. Bọn họ cung kính hành lễ với Cơ Như Tuyết. Không cần đa lễ. Cơ Như Tuyết mỉm cười, cảm giác có phần kỳ lạ. Diệp Đại Hào bước tới, nhìn tất cả mọi người một lượt rồi mới nhìn sang Cơ Như Tuyết. Cơ cô nương, Cơ cô nương, những người này đều là cố hữu của ta. Sau này mong cô quan tâm hơn. Diệp Đại Hào vô cùng cảm kích. Đương nhiên rồi. Cơ Như Tuyết lập tức mỉm cười. Diệp Đại Hào cảm ơn. Diệp Đại Hào nói rồi vẫy tay với phía Triệu Tử Vân, sau đó khoát tay. Mọi người hiểu ý lần lượt đứng dậy lau nước mắt rồi bước ra khỏi rừng trúc. Ta vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng cho lắm. Cơ Như Tuyết khẽ giọng nói. Muội muội của cô bao giờ xuất quan thế? Diệp Đại Hào mỉm cười hỏi. Còn 3-5 ngày nữa. Cơ Như Tuyết khẽ đáp. Công pháp của muội muội và đạo tắc gặp vấn đề. Vậy thì ta ra ngoài đi dạo một chút. Đào Hữu, rời đi sao? 3-5 ngày sau ta sẽ quay lại. Diệp Đại Hào mỉm cười quay người bay vút ra khỏi Tiên Sơn. Đúng là một người kỳ lạ. Nhìn bóng lưng Diệp Đại Hào rời đi, Cơ Như Tuyết khẽ lẩm bẩm. Phía bên này, Diệp Đại Hào đã bay ra khỏi Huyên Nguyệt Tinh như một đạo kim mang. Hôm nay, anh luôn cầm tinh không đồ trong tay, liên tiếp đi mười mấy cổ tinh mà chẳng tìm thấy người chuyển kiếp nào. Có điều, mặc dù không tìm được người chuyển kiếp, nhưng anh lại tìm được không ít bảo bối. Anh luôn cảm thấy có người đi lại lai vãng trong tinh không, chuyên đi chặn đường cướp của. Ấy thế mà tình cờ, cả chặn đường, Diệp Đại Hào lại gặp không ít người. Hậu quả không cần nghĩ cũng biết. Người ta vẫn nói rằng gậy ông đập lưng ông rất có lý, vả lại còn ứng vào những tên chặn đường cướp bóc này. Tên nào xông lên đều bị Diệp Đại Hào giáng cho một bạt bay tứ phía. Những bảo bối cướp được đều bị cuốn đi sạch, vả lại còn bị Diệp Đại Hào lột sạch đồ, tạo nên một cảnh tượng hết sức sinh động. Không tồi. Trong tinh không, Diệp Đại Hào lấy ra một viên thần châu, lật đi lật lại để xem. Đó chính là viên thần châu mà anh cướp được. Nói về viên thần châu này thì thực sự bất phàm. Tiên quang chiếu rọi rất chóa mắt. Đó không phải là điều quan trọng. Quan trọng nhất đó là trên viên thần châu này là ấn một chữ cổ. Đó chính là độ giáp thiên tự bị Diệp Đại Hào đoạt về. Cứ thế là ấn lên trên hỗn độ thần đỉnh. Phía trước lại có một vì sao hiện lên trong tầm mắt. Cổ tinh này không to lắm, chỉ bằng 1/3 Chu Tức Tinh. Diệp Đào lại thu lại thần châu, sau đó bay đi như một đạo tiên mang. Đợi tới khi đáp xuống đỉnh núi thì Diệp Đào mới bắt đầu bấm tay tính toán. Niềm hy vọng trong ánh mắt dần tan biến khi anh liên tục tính toán. Không có. Diệp Đào gãi đầu tỏ vẻ nuối tiếc. Nói rồi anh rời khỏi cổ tinh này. Thế nhưng anh vừa bước đi thì lại bất giác quay mày, quay lại cau mày nhìn về phía rặng núi phía xa. Thật trùng hợp. Diệp Đại Hào bật cười lạnh lùng. Anh quay người bay vào không gian hư vô và cứ thế bay về phía rặng núi phía xa. Hồi lâu sau, anh mới dừng chân, nheo mắt nhìn một đỉnh núi. Trên đỉnh núi có một bóng người đang khoanh chân ngồi đó. Đó chính là một lão già mặc áo bào trắng. Nếu nói về người này thì Diệp Đại Hào chắc chắn sẽ không thể quên. Trước kia bà thánh nhân chặn đường giết anh cùng Đông Dương và Thanh Nguyệt. Một người mặc hắc bào, một người mặc áo bào bạc, một người mặc áo bào trắng. Còn lúc này người đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi kia là thánh nhân mặc áo bào trắng.
thánh nhân mặc áo bào bạc đã bị Diệp Đào tiêu diệt, thánh nhân mặc hắc bào bị thánh vương người Man đánh chết, cũng chỉ còn lại thánh nhân mặc áo bào trắng này. Lúc này trạng thái của người này không ra làm sao, trên người đẫm máu, toàn thân không thiếu vết thương, rất nhiều vị trí bị trọng thương sau trận đại chiến với người ta, nên mới phải núp ở nơi này để trị thương. Diệp Đại Hào bật cười lạnh lùng, anh đã lấy ra một thanh sắc kiếm được hóa ra từ hỗn độn thần đỉnh và lặng lẽ sát phạt qua. Nếu như có thánh nhân ở trạng thái bình thường thì Diệp Đại Hào còn có lẽ kiêng dè vài phần, nhưng kẻ mặc áo bào trắng lúc này lại đang ở trong trạng thái trọng thương, cơ hội ngàn năm có một như vậy. Đạo lý nhân lúc người bệnh đoạt luôn mạng của người hẳn là đương nhiên, anh hiểu. Kẻ nào? Thánh nhân mặc áo bào trắng phát hiện ra có gì đó bất thường, lập tức hắn giọng giơ tay giáng một chưởng vào không gian hư vô. Diệp Đại Hào đã có sự chuẩn bị từ trước, anh thi triển tốc địa thành thốn, né qua chưởng ấn kia và sát phạt tới phía trước thánh nhân mặc áo bào trắng. Người thánh nhân mặc áo bào trắng biến sắc, ông ta đã đánh giá thấp người vừa tới nên lập tức đứng dậy lùi về phía sau. Có điều Diệp Đại Hào lại nhanh hơn, anh nhanh chóng đuổi theo. Một kiếm bá đạo được tung ra, thánh nhân mặc áo bào trắng bị trảm nửa phần người, trên người còn nhiều vết thương nặng, sau khi di chuyển thì liền phun ra cả miệng máu. Sau khi đứng vững trở lại, ông ta mới nhìn chằm chằm Diệp Đại Hào, đôi mắt già nua nheo lại chỉ còn một đường như nhận ra Diệp Đại Hào. Ông ta nghiến răng rít lên, người vẫn chưa chết sao? Tiểu gia ta cao số lắm đó. Diệp Đại Hào vặn cổ, được, được lắm. Thánh nhân mặc áo bào trắng bật cười tà độc, khí huyết sục sôi. Ông ta cố gắng lấy hết sức bình sinh, bước ra một bước, tung một chưởng rợp trời chóa lấp tinh không. Thánh uy vẫn mạnh như trước đó. Diệp Đại Hào hắn giọng lạnh lùng, anh tiến lên trước, trảm ra thần mang cái thế, chém lìa chưởng ấn kia. Thánh nhân mặc áo bào trắng bị đánh lùi thì đột nhiên phun ra cả miệng máu, vết thương cũ tái phát khiến khí tức ông ta giảm sút. Người thánh nhân áo bào trắng lảo đảo nhìn Diệp Đại Hào bằng ánh mắt khó tin. Mới chưa được bao lâu, chuẩn hoàng năm xưa bị bọn họ truy sát thảm hại, lại có khả năng chiến đấu, có thể đối đầu trực diện với thánh nhân như vậy sao? Ông ta là thánh nhân, mặc dù trọng thương nhưng một chỗ đủ có thể đánh tàn phế một chuẩn thánh. Nhưng hiện giờ ông ta đường đường là thánh nhân nhưng lại bị một cảnh giới hoàng đánh lui, ông ta không thể chấp nhận sự thực này. Giết! Thánh nhân mặc áo bào trắng phẫn nộ tung ra một chưởng tạo ra huyết hải, bên trong đó còn có vô số oán linh thép rào, dung hợp cái đạo tắc của ông ta là thần thông, cũng là đại trận phong ấn vô cùng mạnh mẽ. Diệp Đại Hào nheo mắt, đôi mắt lóe lên hàn quang, anh không lùi mà tiến, lại là một kiếm bá đạo trảm ra huyết hải. Tiếp đó anh thi triển tốc địa thành thốn và sát phạt tới trước thánh nhân mặc áo màu trắng. Thánh nhân này mặt mày tà độc, lập tức triệu hồi ra binh khí bản mệnh thần thương. Diệp Đại Hào không cho ông ta thêm cơ hội, thần mang thần thương bắn vọt ra, đánh thẳng vào nguyên thần của thánh nhân mặc áo bào trắng. Thánh nhân bị trọng thương lại lần nữa phun ra máu, còn xưa xuất ra binh khí bắn mệnh nhưng lại bị đánh văng đi, vết thương cũ lại tái phát, cơ thể ông ta rộng rời, nguyên thần cũng theo đó mà trở nên bất ổn. Cho ông một chiêu chí mạng nữa. Diệp Đại Hào gầm giọng, sát kiếm trong tay hóa thành hỗn độn thần đỉnh biến to lên cả trăm trượng. Uy lực của hỗn độn thần đỉnh hồi phục, thánh nhân mặc áo bào trắng lập tức bị đánh cho lão đảo. Mở cho ta! Thánh nhân kia mặt mày tà độc, cứ thế địch lại uy lực của hỗn độn thần đỉnh. Đừng vội, còn nữa đó. Diệp Đại Hào mỉm cười u ám, luồng khí hỗn độn bên trong hỗn độn thần đỉnh giống như thủy triều tuôn ra ngoài, đó là nguyên khí thiên địa đến từ hố đen không gian. Mỗi một luồng khí nặng tựa núi non lập tức nhấn chìm lão già mặc áo bào trắng. Đây là... Lão già mặc áo bào trắng tái mặt như nhìn ra lệ lịch của luồng khí hỗn độn kia, như biết được nó đáng sợ như thế nào. Lão ta không nghĩ gì nhiều, lập tức quay người bỏ chạy. Đi đâu? Diệp Đại Hào lao vút từ trên trời xuống, anh tung ra một đạp ông ta quay trở về. Biển hỗn độn do luồng khí hỗn độn ngưng tụ lại tuôn trào lần nữa, nhấn chìm lão già kia. Cơ thể thánh nhân mạnh mẽ bị xối vào trong tan thành mây khói. A! Lão già áo trắng gầm lên phẫn nộ, nguyên thần bay lên trời trốn thoát như một đạo tiên quang, bay ra khỏi cổ tinh này. Ông ta không dám chiếm ở cổ tinh này, vốn dĩ đã bị trọng thương,
lại liên tiếp bị thương thêm. Hiện giờ đến thân thể ông ta cũng hóa thành tàn tro. Nếu không thận trọng thì chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Sức mạnh của Diệp Đào thế nào, ông ta đã ý thức được rõ ràng. Ông chạy nổi không? Diệp Đào lấy ra đại đỉnh đuổi theo. Anh thi triển thúc địa thành thốn, sát phạt về phía lão già áo trắng như một đạo tiên mang. Âm âm! Tinh không về đêm vì Diệp Đào và thánh nhân áo trắng mà trở nên không hề yên bình. Thánh nhân kia bị thương thảm hại, trạng thái nguyên thần thậm chí còn không ổn định. Đường đường là thánh nhân nhưng lại không dám đối đầu với Diệp Đào trực diện. So với ông ta mà nói thì Diệp Đào lại hung hãn hơn rất nhiều. Anh truy sát lên phía trước, không nói thêm lời nào, cứ thế tung ra đại chiêu rợp trời, khiến tinh không rúng động. Người muốn không chết không thôi sao? Thánh nhân bị ép đến mức phát điên, mặt mày tà độc, rít lên như tiếng sấm rền. Diệp Đào không nói lời nào, anh lấy đòn công phá mạnh nhất thay cho câu trả lời. Vạn kiếm triều tông bay rợp trời. Thánh nhân kia rít lên điên cuồng nhưng không dám quay đầu lại đại chiến. Ông ta thiêu đốt sức mạnh nguyên thần và bay qua bầu trời như một đạo tiên mang. Đi đâu? Diệp Đào không chịu buông tha. Thánh nhân áo trắng chạy đi đâu? Anh truy sát theo tới đó. Bộ dạng không chết không thôi. Âm âm! Động tĩnh trên tinh không mỗi một lúc một lớn dần, kéo theo sự chú ý của các tu sĩ đi ngang qua. Này, ta không nhìn nhầm chứ? Nguyên thần thánh nhân bị truy sát sao? Hay là cảnh giới hoàng thế? Rất nhiều người thẫn thờ, bọn họ nhất thời không kịp phản ứng lại. Thánh nhân nào mà lại trở nên yếu đuối như vậy? Từ bao giờ cảnh giới hoàng lại trở nên mạnh như vậy chứ? Đi xem. Có người lập tức đuổi theo, muốn tận mắt chứng kiến trận đại chiến khốc liệt. Khốn kiếp! Diệp Đá Hào giống như lôi chớp chấn động cửu tiêu, khiến những người kia kinh hãi không dám tiến lên trước. Không một ai dám tiến lên trước vì sợ khiến Diệp Đá Hào nổi giận. Đó là một tên giả man đó, một tên cái thế. Đến cả thánh nhân còn bị đánh cho tới mức này, đụng vào hắn thì hậu quả sẽ khôn lường. Diệp Đá Hào khi tiếp tục thi triển thúc địa thành thốn, anh trảm ra một đạo thần mang. Thánh nhân áo trắng nghiến răng di chuyển né qua từng đòn hiểm hóc, rồi lại như một đạo tiên mang rẽ ngang qua bầu trời. Tốc độ ông ta đúng là kinh người, cho dù là Diệp Đào cũng phải đặt lưỡi. Ép ta sao? Diệp Đào thầm mắng chửi. Anh thiêu đốt thánh nguyên, tốc độ tăng nhanh chóng mặt, rút ngắn khoảng cách với thánh nhân áo trắng. Thấy vậy, thánh nhân áo trắng kia cũng không chịu thua. Ông ta thiêu đốt sức mạnh nguyên thần, tốc độ nhanh tăng lên nhanh chóng. Diệp Đào vừa rút ngắn được cả nghìn trượng thì lại bị ông ta bỏ xa nghìn trượng. Ta không tin. Diệp Đào hắng giọng, toàn thân rực cháy hỏa diệm vàng kim. Anh không từ bỏ truy sát. Cả hai người cứ thế, một người như tiên quang, một người như tiên mang, rẽ ngang qua tinh không. A! Thánh nhân áo trắng bị ép đến mức phát điên, cứ thế thiêu đốt sức mạnh nguyên thần. Nguyên thần bản mệnh càng lúc càng mỏng manh hơn, nhưng vẫn không thể bỏ xa Diệp Đào. Thánh nhân còn bị ép đến mức này thì đã chứng tỏ Diệp Đào không phải là hệ kẻ vừa. Đứng lại! Diệp Đào huyết khí ngút trời, anh lập tức di chuyển trảm ra một dòng tinh hà. Thánh nhân áo trắng lập tức trúng chiêu bay vào cổ tinh. Sát kiếm trong tay Diệp Đào hóa thành đao giáng từ trên trời xuống. Chiến đạo bát hoang trảm hợp thành một, dung hòa với hỗn độn đạo tắc và sức mạnh huyết mạch, mang theo thần uy muốn xẻ cả thiên địa. Thánh nhân áo bào trắng xuất ra pháp khí bản mệnh, đó là một cây kiếm thương. Hai tay ông ta cầm chắc giơ qua đầu. Bang! Đao và thương va chạm vào nhau tạo ra âm thanh chói tai. Phụt! Thánh nhân áo trắng yếu thế bị Diệp Đào chạm tới mức nửa quỳ dưới đất, nguyên thần lại lần nữa mỏng hơn một phần. A! Sau tiếng gào thét vang vọng khắp thiên địa, thánh nhân áo trắng trở nên điên cuồng. Ông ta lại lần nữa thiêu đốt sức mạnh nguyên thần, địch lại với một đao của Diệp Đào, sau đó bay vút lên trời, bỏ trốn về tiên sơn ở phía xa. Muốn chạy sao? Diệp Đào vung thần đao tiếp tục truy sát. Đào hữu, cứu ta! Thánh nhân áo trắng hô hào cả chặng đường cứu giúp, ông ta như một đạo tiên mang bỏ trốn. Nếu nói về tiên sơn ông ta chui vào thì có thể gọi là đại khí dồi dào. Đỉnh núi sừng sững, mây và sương vờn quanh, nơi này không khác gì tiên cảnh. Có thể thấy dưới chân tiên sơn có một bia đá trăm trượng sừng sững, bên trên còn khắc họa ba chữ viết hoa cổ xưa: Thị Huyết Tông. Thánh nhân mặc áo bào trắng không từ bỏ, cứ thế lao vút vào bên trong Thị Huyết Tông. Hỗn sược! Đột nhiên bên trong Thị Huyết Tông vang lên tiếng hắng giọng lạnh lùng.
một lão già mặc huyết bào bay lên hư thiên, uy lực mạnh mẽ. Đó chính là một thánh nhân, vả lại còn không phải là thánh nhân với cấp bậc bình thường. Thân phận người này không hề đơn giản, chính là lão tổ của Thủy Huyết Tông. Người ở tinh vực này gọi ông ta là Thủy Huyết Lão Ma. Trên này có Thủy Huyết Tông, ở trái đất, ở chỗ đại sở thì Thủy Huyết Điện. Không biết có dây mơ dễ mái gì không. Thủy Huyết Tông bị chấn động, không chỉ Thủy Huyết Lão Ma ra ngoài mà từng bóng người của Thủy Huyết Tông đều đồng loạt xuất hiện. Người đông như nêm, chóa lấp bầu trời và mặt đất. Tu vi yếu nhất cũng ở cảnh giới hoàng tầng thứ 7. Đào hữu, cứu ta! Thánh nhân mặc áo bào trắng lão đảo, cứ thế sát phạt về phía Thủy Huyết Lão Ma tìm người bảo vệ. Thánh nhân! Thủy Huyết Lão Ma nhèo mắt, trong đôi mắt còn lóe lên tinh quang. Nguyên thần của cấp bậc thánh nhân khiến ông ta rất thích thú. Vả lại còn là một thánh nhân tàn phế một nửa, muốn đoạt lấy cái mạng cũng không phải việc gì khó khăn. Đúng là không tồi. Thủy Huyết Lão Ma liếm liếm miệng cười u ám. Đi đâu? Diệp Đào cũng sát phạt đến, hỗn sược! Thánh chủ Thủy Huyết Tông phẫn nộ, lập tức tung trưởng. Diệp Đế Hào thi triển tốc địa thành thốn, nhanh chóng sát phạt tới phía sau thánh nhân mặc áo bào trắng. Anh không nói lời nào, cứ thế vùng đào trảm xuống, muốn chết. Thủy Huyết Lão Ma di chuyển, nhất chỉ thần mang chĩa vào người Diệp Đế Hào. Ngay sau đó, thánh thể Diệp Đế Hào bị đâm xuyên, nhưng cũng chính vì vậy mà nguyên thần của thánh nhân mặc áo bào trắng kia bị một đao của Diệp Đế Hào trảm làm đôi, sau đó còn bị hỗn độn thần đỉnh hút kiệt, trấn áp trong đại đỉnh. Khốn kiếp! Thủy Huyết Lão Ma phẫn nộ vì vật săn bắn, vì vật đi săn bị đoạt đi. Ông ta trong mắt lóe lên hàn quang, tung một chưởng về phía này, chuồn thôi. Diệp Đào lập tức quay người bỏ chạy, anh len người ra khỏi Thủy Huyết Tông. Thủy Huyết Lão Ma không thể so sánh với thánh nhân mặc áo bào trắng, ông ta không hề bị trọng thương, chính là thánh nhân không hề tầm thường. Ngay từ đầu đã nhìn ra khả năng chiến đấu ông ta không hề kém với lão tổ nhà họ Mạc. Thánh nhân đẳng cấp như thế này khiến Diệp Đế Hào không thể không né tránh. Người bỏ đi nổi không? Thì Huyết Lão Ma hắn giọng lạnh lùng. Ông ta sải bước vọt qua hư thiên truy sát Thị Huyết Tông sao? Diệp Đế Hào vừa bay ra khỏi tiên sơn thì bất giác nhìn xuống tấm bia đá cao trăm trượng sừng sững bên dưới tiên sơn. Bên trên còn viết ba chữ Thị Huyết Tông vô cùng chóa mắt. Chính là nơi này. Diệp Đế Hào sải bước đi, vẻ mặt có phần kỳ quái. Sao anh có thể ngờ tới đuổi mãi lại đuổi tới Thủy Huyết Tông, nơi kẻ thù của nhà họ Cơ chứ? Về điểm này thì đúng là nằm ngoài dự đoán của anh, có thể nói là ngoài ý muốn. Không đúng. Cách đó vài nghìn trượng, Diệp Đế Hào vô thức quay đầu nhìn tiên sơn của Thủy Huyết Tông, tay vẫn liên tục tính toán người chuyển kiếp. Đôi mắt Diệp Đế Hào lóe lên tinh quang, anh nhìn chăm chú về một hướng như có thể nhìn thấy một địa cung dù cách đó không biết bao xa. Đó là một tế đàn, trên tế đàn có một nữ tử áo trắng. Có sai sai gì không ta? Có bị thiếu gì không? Đang đấu với lão Thị Huyết Lão Ma mà ta. Đáng chết! Bây giờ đánh này. Diệp Đế Hào hắn giọng lạnh lùng, sát khí ngút trời. Đi chết đi! Thị Huyết Lão Ma sát phạt tới, tôn một chưởng nặng như núi giáng xuống bên dưới. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Đế Hào đã thi triển thiên đạo bay vào hố đen không gian. Âm! Anh vừa biến mất thì một chưởng của Thị Huyết Lão Ma đã tới, đánh cho thiên địa nứt lìa, đánh tới mức cổ tinh này chao đảo. Một chưởng của thánh nhân hủy thiên diệt địa, chứ đừng nói là thánh nhân bình thường. Thị Huyết Lão Ma mặt mày tà độc, thầm nhủ mình ra tay hơi nặng, khiến Diệp Đế Hào bị đánh tan thành bay khói. Kẻ mạnh của Thị Huyết Tông cũng đuổi theo ra ngoài, nhìn năm dấu bàn tay trên mặt đất thì bật cười lạnh lùng. Bọn chúng cho rằng Diệp Đế Hào nhất định đã bị tiêu diệt dưới chưởng đánh của Thị Huyết Lão Ma. Trong hố đen không gian, Diệp Đế Hào đã tính toán sẵn phương hướng và vị trí nên cứ thế bay đi. Hồi lâu anh mới dừng chân. Khi Thị Huyết Lão Ma vẫn còn đang ở Thị Huyết Tông thì anh lại sát phạt ra khỏi hố đen không gian, hiện thân bên trong địa cung. Người! Đột nhiên có người xuất hiện trước tầm mắt. Nữ tử áo trắng trên tế đàn giật mình. Không lẫn lộn. Diệp Đế Hào mỉm cười, anh vung kiếm trảm đi xích sắc phù văn trên người nữ tử. Ngươi là ai? Nữ tử vội hỏi. Không biết vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt Diệp Đế Hào
thì cô lại có một cảm giác hết sức quen thuộc, như thể từng gặp ở đâu đó nhưng không thể nào nhớ nổi. Là người cứu cô, Diệp Đàm mỉm cười, anh vung tay rồi gạt đi phong ấn trên người nữ tử. Mỹ nhân, ta tới rồi. Diệp Đào vừa dứt lời thì liền nghe thấy tiếng cười u ám bên ngoài địa cung. Diệp Đào quay đầu nhìn lại, anh nheo mắt. Thông qua cửa đá của địa cung, anh nhìn thấy một thanh niên áo tím, khóe miệng nở nụ cười gian tà, liếm liếm cái miệng đỏ chót, khuôn mặt rõ vẻ dâm đãng. Đến rồi, cũng không cần phải đi nữa. Diệp Đào mỉm cười bật lực lạnh lùng, anh đặt nữ tử áo trắng vào trong hỗn độn thần đỉnh, sau đó hóa thành bộ dạng của cô, ngồi khoanh chân trên tế đàn. Vù! Cánh cửa đá của địa cung bị đẩy ra. Người thanh niên mặc áo bào tím bước vào, nhìn về phía tế đàn từ phía xa, khóe miệng hiện lên nụ cười tà độc. Mỹ nhân, ta tới đây. Thanh niên mặc áo bào tím cười u ám, phất tay đóng cửa đá lại, sải bước từng bước về phía tế đàn, để lộ ra hai hàm răng trắng sáng, cặp mắt lóe lên u mang, mang theo sự khát máu và dâm tà. Tên này là ai? Diệp Đào truyền âm cho nữ tử bên trong hỗn độn thần đỉnh. Thần tử thị huyết. Nữ tử áo trắng truyền âm đáp lời, giọng điệu lạnh lùng. Lại là thần tử sao? Khóe miệng Diệp Đào nhếch lên tạo thành hình vòng cung với nụ cười tà độc. Cả chặng đường tới đây, chỉ cần nghe thấy hai chữ thần tử là tay anh lại có cảm giác ngứa ngáy đến kỳ lạ. Giống như thần tử Quỷ Hoàng và Quỷ Hoàng Tông của Quỷ Hoàng Tông, thần tử Minh Vương của Minh Vương Tông và thần tử Cực Dương của Cực Dương Tông, tất cả đều là đại hảo sắc đáng chết. Trong lúc này, thần tử thị huyết đã đi tới, hắn giơ từng ngón tay dài trắng trẻo của mình vuốt ve khắp khuôn mặt Diệp Đào. Diệp Đào liếc nhìn hắn nhưng không cử động, chỉ đợi cơ hội chín muồi thì lập tức ra tay tóm gọn. Có điều nữ tử áo trắng bên trong hỗn độn thần đỉnh nhìn thấy cảnh này lại khó có thể tỏ ra điềm tĩnh. Một nam nhân thể hiện ái ân với một nam nhân khác, nhìn thế nào cũng thấy lạ lẫm và quái dị. Có điều cảm giác này cũng chỉ thoáng qua trong đầu cô. Cô lo lắng nhìn Diệp Đào, cho tới lúc này cô cũng không biết Diệp Đào là ai, càng không biết vì sao người thanh niên trước mặt lại cứu mình. Mỹ nhân, ta sẽ nhẹ nhàng với nàng thôi. Phía trước tế đàn, thần tử thị huyết cười dâm đãng, hắn ghé sát mặt bên tai Diệp Đào, hít lấy, hít để. Có thơm không? Diệp Đào nghiêng đầu sang nhìn cười ý tứ, nhìn thần tử thị huyết, khuôn mặt nhanh chóng biến lệ về trạng thái ban đầu. Người mỹ nhân tuyệt thế đột nhiên biến thành nam nhân, khiến thần tử thị huyết giật bắn mình lùi bước, trong chốc lát không kịp phản ứng lại. Đợi tới khi hắn phản ứng lại thì một cái bạt tai đã giáng thẳng vào mặt hắn, một loạt cái bạt tai giáng tới liên tiếp. Bốp 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 bốp, tiếng bạt tai chát chúa vang lên khắp địa cung đang đóng kín. Thần tử thị huyết vừa phản ứng lại đã bị bạt của Diệp Đào bạt cho đến ngây người. Ngươi là ai? Thị huyết, thái tử thị huyết hung tợn, thân hình lão đảo, đầu óc choáng váng. Sức mạnh trong cái bạt vừa rồi của Diệp Đào thực sự khiến thất khiếu của hắn chảy máu, phần đầu muốn nổ tung. Ngươi đoán xem. Diệp Đào cười toe toét để lộ ra hai hàm răng trắng bóc. Anh tiến lên trước lấy gậy răng sói ra, muốn chết. Thần tử thị huyết phản ứng lại, lập tức xuất ra binh khí bán mệnh. Đó là một viên linh châu màu đỏ máu, là chuẩn thánh binh thực thụ, lóe lên tiên quang yêu dị, có sức mạnh mê hoặc tâm trí con người. Diệp Đại Hào bật cười lạnh lùng, anh vung gậy khiến thần châu huyết sắc chuẩn thánh binh kia văng đi. Phúc. Thần tử thị huyết phải đứng lại, phun ra cả miệng máu, hắn lảo đảo lùi về phía sau. Diệp Đại Hào lại đuổi lên phía trước, anh không nói lời nào mà giáng luôn một gậy vào đỉnh đầu của thần tử thị huyết. Tiếng kêu la thảm thiết vang lên, thần tử thị huyết bị đánh tới mức đầu bê bết máu. Đã không? Diệp Đào tủm tỉm cười nhìn bộ dạng của thần tử thị huyết, anh lại vung gậy lần nữa. Thần tử thị huyết vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn, lập tức ngã dúi dụi, cả người sóng xoài trên mặt đất. Diệp Đào tiến lên, anh không nói lời nào mà đạp liên tục vào đúng quần của thần tử thị huyết. Đã thật. Thần tử thị huyết đau đớn đến đờ đẫn, cậu nhỏ đang hùng hồn dựng đứng bị từng phát đạp của Diệp Đào thúc xuống, chỉ còn là một dúng đúng quần đẫm máu, máu chảy đầm trên mặt đất. Chạy thôi. Diệp Đào túm lấy thần tử thị huyết, quay người bay vào hố đen không gian. Bên trong địa cung chìm vào trong im lặng. Không lâu sau đó, cánh cửa địa cung bị một chưởng đánh bật ra. Thị huyết lão ma và các tu sĩ khác của thị huyết tông
tiến vào. Vừa vào, Thị Huyết lão ma vừa quay về Thị Huyết tông, liền cảm nhận được khí tức của thần tử Thị Huyết đột nhiên biến mất, vả lại còn biến mất không thấy dấu vết gì, khiến mọi người vội chạy tới địa cung. Người đâu rồi? Thị Huyết lão ma gầm lên, làm chấn động cả địa cung.